Kênh bán hàng chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng và quý khán giả. Kính chúc quý khách hàng và quý khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này sẽ ghi lại toàn cảnh sinh hoạt của bà con tiểu thương xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn. Nếu quý khách hàng và quý khán giả thấy video này có ích và vui, xin hãy nhấn vào đăng ký để kênh được phát triển. Xin cảm ơn quý khách hàng và khán giả rất nhiều. Đây là khu bán thịt heo, gà, cá. Này là 5 giờ 50 phút nha quý vị khán giả. Đó, ta bán cá. Vậy nó không có cho vô trong chợ quay video nha quý vị. Để cho là mình vô mình quay rồi. Đây là cái công hàng. Công hàng này là hàng Trung Quốc cho trở về nè. Củ hành, củ tỏi rồi của Trung Quốc là cái công này. Táo. Kinh doanh lại bình thường, người ta đi nó tấp nập hơn lúc trước rất là nhiều. Trong đó vẫn còn mỗi tè, còn sớm quá, còn mỗi tè. Chớp chớp là mấy anh đó là mấy đô thị á, mấy đô thị mình dẹp mấy cái đường này đó, tấp dữ lắm, tấp nổi tiếng luôn. Thấy mà anh là ta kéo vô hết. Đây là tập quá cô Ba Thảo rất là nổi tiếng. Có thùng, nó có thùng cả dọc xe. Dần giáp với đường Nguyễn Thị Sóc. Bán hai bên đường. Đây là cái khu vực Nguyễn Thị Sóc. Chốt của mấy anh đô thị ở đây rồi nó đội bắt xe quá trời luôn, ra muốn xe lâu với gì tùm lum hết rồi, vô làm việc bạn tội nghiệp cho bà con mình quá.
đằng sau á, những cái người á, bán rau á, cái mớ rau của họ là cả gia đình của họ, vì cuộc sống của phải mưu sinh, không cho chở xe lôi, không biết họ chở bằng cái xe gì. Chuyên nghiệp luôn. Đó, đây là bánh mít đó, lò mình cần thiết. Đó, một chiếc xe chở vậy nè. Đây, đây là đường xuống cái khu chợ thịt. Xuống khu chợ thịt heo của chợ đầu mối Hóc Môn. Đây có cái chung cư. Đây chợ thịt thì quẹo xuống đường này là xuống chợ thịt heo của chợ đầu mối Hóc Môn. Khu này bán thịt heo là rẻ đó, bán thịt heo đó, đó heo quá trời. Đằng sau chung cư là chợ thịt heo. Đây, đây xe này xuống thơm, bán thơm. Rẻ lắm quý vị. Đây bán thơm. Cái lô này luôn.
rất là nhiều, rất là rộng. Đó, bắt đầu vô cái cổng mà bán thịt heo là chỗ này. Củ này họ bán củ lan. Củ lan rìa. Bí đỏ. Củ môn, ôi đủ các loại củ, củ mì có luôn. Vẫn chưa hết cái chợ thịt heo luôn quý vị. Cái này là cái cổng chính giữa của nó thôi. Cổng này vô đâu là mình mua đồ lọc á. Đầu trên đó là thịt rồi, khu này là bán lọc heo, tim rồi, tim cặp rồi, khu này. Khu này dài xuống đây. Dài xuống tới đây mới là hết chợ thịt heo. Ở sao chợ khu này là mấy cái công của hàng Trung Quốc về, lê, táo, củ hành, củ tỏi và về khu này đó, mấy cái công Trung Quốc về không. Chúng ta đã đi hết một vòng chợ rồi đó quý vị. Kênh chợ đầu mối Hóc Môn tạm biệt quý khách hàng và quý khán giả. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.